Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin tức 24 giờ. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự và xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát trong chương trình ngày hôm nay. Người dân Trung Quốc gần như hoảng loạn khi chứng kiến sự xuất hiện bất thường của nhiều loại siêu trăng và trăng máu trong vòng 3 ngày liên tục từ tối ngày hôm kia đến đêm ngày hôm nay, khiến các nhà khoa học đau đầu đi tìm lời giải đáp. Khi đêm hôm kia là siêu trăng hồng, đêm kế tiếp là siêu trăng giun và tối qua là trăng sói thay nhau chiếu rọi bầu trời Trung Quốc. Theo dự báo vào tối nay thì siêu trăng này sẽ kết hợp lại tạo thành một hiện tượng thiên văn hiếm gặp, chính là siêu trăng máu, là điều lạ lùng nhất trong lịch sử nhân loại từ trước đến nay. Những người được cho là vô thần tại Trung Quốc cũng đã tin vào trí tâm linh, trong niềm tin tín ngưỡng từ năm 1000 trước công nguyên của người Trung Quốc xưa. Những hiện tượng này mang đến những điểm báo rùng rợn, đặc biệt là khi mặt trăng bị chớm màu đỏ như máu và biến mất khỏi bầu trời, là lúc đó những con quỷ tràn tới gây đại họa, dịch bệnh, đói khát, mất mùa chiến tranh. Họ thường tổ chức những lễ vật cúng lễ và dùng chiêng trống để xua đuổi lũ quỷ. Liên quan đến điều này, một mục sư người Mỹ theo thuyết âm cho rằng đó là dấu hiệu của ngày tận thế. Ông nói, Kinh Thánh có nhắc đến tầm quan trọng của hiện tượng trăng máu. Tôi không dám chắc thế giới sẽ bình yên sau khi hiện tượng này diễn ra, và tôi tin rằng đất nước Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một số thảm họa diệt vong trong những ngày tháng sắp tới, và siêu trăng máu là điểm báo cho những ngày cuối cùng của Trung Quốc. Cụ thể, đã có rất nhiều thảm họa lớn đã xảy ra chung với khoảng thời gian xảy ra siêu trăng máu hay là trăng máu, chẳng hạn như động đất, sóng thần kinh hoàng vào năm 2011 tại Nhật Bản, sóng thần năm 2005 tại Indonesia, bão tuyết, lũ lụt tại Mỹ vào năm 1992 và năm 1993. Nếu như trước đây, nhiều người háo hức chờ đợi những hiện tượng kỳ thú này thì giờ đây không ít người cũng tỏ ra lo lắng trước những thảm họa mà sự kiện này có thể mang đến cho toàn cầu. Và người dân Trung Quốc tin rằng những sự kiện âm lịch đặc biệt này xuất hiện một cách lạ lùng, dị thường là những dấu hiệu của triều cường và đại nạn kinh hoàng lại giáng xuống đất nước của họ. Vì trong thời gian diễn ra siêu trăng thì ảnh hưởng của lực hút từ mặt trăng khiến thủy triều dâng lên cao hơn, có thể sẽ dẫn đến nhiều điều dị thường. Theo Daily Mail đưa tin vào đêm ngày hôm kia, nếu cư dân mạng Trung Quốc tỏ ra thích thú với sự xuất hiện của siêu trăng hồng, thì đêm kế tiếp lại bắt đầu chuyển sang trăng giun và tới ngày hôm qua lại biến thành siêu trăng sói, khiến nhiều người ngỡ ngàng và không ngừng đưa ra những dự đoán lạnh gáy. Trong video mà người dân ghi lại được thì các siêu trăng này đạt độ tròn dường như tuyệt đối, nhưng những hiện tượng này xuất hiện không theo quy luật nào, đặc biệt là siêu trăng hồng đi kèm với nguyệt thực nở tối. Nhiều cư dân mạng khi nhìn vào siêu trăng hồng, họ cảm thấy có một bóng ma lờ mờ lướt ngang qua mặt trăng và làm nó tối đi chút ít. Và tháng 6 gọi là trăng hồng, vì lúc này ở Trung Quốc là mùa của hoa dã quỳ hồng, còn có tên gọi là trăng giun là cách người phương Tây gọi các nàng trăng tròn từ thời văn minh, bộ lạc. Thường tên gọi sẽ liên quan đến một hoạt động hay sự kiện gì đó, gọi chân giun, vì lúc này nhiệt độ ấm lên, giun bắt đầu sinh sôi và chim bắt đầu tìm thức ăn. Tương tự để giải thích cho cái tên trăng sói vì là mùa đàn sói thường khấu dậy núi rừng. Theo các dữ liệu từ NASA cho biết, các siêu mặt trăng này tại Trung Quốc trông như tròn trong vòng 3 ngày liên tục, vào thời điểm tròn vành vạnh từ lúc 18h48 theo giờ quốc tế. Theo múi giờ của Việt Nam, thời điểm này tương đương với 1h48 vào rạng sáng. Theo Daily Mail, vào thời điểm cực đại, một siêu trăng có thể lớn hơn 14 và sáng hơn đến 30 so với bình thường. Tiến sĩ Zainan Zoom, chuyên gia thiên văn từ Đại học Oxford của Anh, cho biết những nơi có thể thấy siêu trăng lớn nhất là những quốc gia may mắn đón giai đoạn cực đại trong buổi hoàng hôn. Vào thời điểm đó, hiện tượng ảo ảnh mặt trăng sẽ xuất hiện khi nó ở gần đường chân trời, khi đó trông rất lớn. Tuy nhiên, theo các nhà thiên văn, nếu bạn không ở vùng trăng tròn vào hoàng hôn thì cũng có thể tìm kiếm hiện tượng này khi trăng gần tròn. Ví dụ, buổi hoàng hôn trước đêm cực đại của siêu trăng. NASA giải thích trong bài đăng trên trang chủ về cái tên siêu trăng giun, nó bắt nguồn từ một số bộ lạc da đỏ, bởi tháng 6 là thời điểm phôi giun đất bắt đầu xuất hiện trở lại khi mặt đất tan băng. Trăng tròn tháng 6 còn được gọi là trăng quả, trăng sóc, trăng đường, bởi nhiều nền văn hóa khác nhau, chủ yếu dựa vào các hiện tượng họ quan sát thấy trong thời điểm này. Siêu trăng là cụm từ dùng chỉ những lần trăng tròn, mà mặt trăng chỉ nằm ở 10 gần trái đất nhất trên quỹ đạo của nó, khiến mặt trăng hiện to ra hơn thường lệ trên bầu trời đêm. Đó là một sự kiện ngoạn mục cho ai muốn săn một tấm ảnh nghệ thuật với mặt trăng, bởi mặt trăng sẽ trông to rõ hơn bao giờ hết. Siêu trăng không phải là cụm từ chính thức của giới khoa học, mà được đặt bởi một nhà chiêm tinh mang tên là Richard Noller vào năm 1979. Trước sự xuất hiện của hàng loạt siêu trăng, nhiều câu hỏi được đặt ra là siêu trăng này sẽ gây hại cho trái đất như thế nào. Để trả lời cho câu hỏi này, khi mà trăng gần nhất với trái đất, lực hút của mặt trăng sẽ là cao nhất. Vậy sự biến thiên này có gây ra điều gì đặc biệt trên trái đất hay không?
Siêu trăng làm tăng lực hút của mặt trăng lên trên đất khiến thủy triều dâng cao hơn bình thường, nhưng sự thay đổi là không đáng kể đối với cơ thể người. Theo tính toán sơ bộ, thì lực hút vào đêm siêu trăng tăng 23 so với ngày mặt trăng xa trái đất nhất. Tuy nhiên, so với tổng khối lượng mặt trăng thì sự thay đổi này ít hơn 2/10.000, do đó là không đáng kể. Nếu tính trên một cơ thể 80kg của con người, thì nó giống như tăng hoặc giảm thêm 73mg trọng lượng vậy. Nói cách khác, ảnh hưởng đối với con người của sự thay đổi khoảng cách từ mặt trăng đến trái đất trong ngày siêu trăng là rất nhỏ và không đáng kể. Siêu trăng là một hiện tượng tự nhiên thú vị và quan trọng trong nhiều nền văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, không có bất kỳ sự liên kết nào giữa siêu trăng với các hiện tượng siêu nhiên như đồn đoán đối với giới thiên văn học và những người yêu mặt trăng. Đây quả là một chuỗi sự kiện đáng được săn đón. Dịch bệnh, đói khát, mất mùa có liên quan tới hiện tượng trăng máu. Trong quan niệm của người xưa, hiện tượng mặt trăng máu hay còn gọi là người thực đỏ, thường gắn liền với những tai ương khủng khiếp, dịch bệnh, biến cố lớn, ma quỷ xuất hiện lan hay thậm chí là dấu hiệu của ngày tật thế. Thêm một số tài liệu từ Trung Quốc cổ đại đã chứng kiến hiện mặt trăng máu đã xuất hiện từ năm 1000 trước công nguyên. Khi đó, người dân Trung Quốc cho rằng hiện tượng thiên nhiên kỳ thú trên là lúc ác quỷ xuất hiện tràn lan trên trái đất và gây đại họa khi dịch bệnh, mất mùa, đói khát, thậm chí là ác quỷ hoành hành ở trái đất. Chính vì vậy, họ đã tổ chức những buổi cúng lễ để cầu bình an, cũng như xua đuổi ác quỷ bằng những tiếng động lớn để yêu ma không quấy nhiễu cuộc sống của dân chúng. Còn đối với người Ấn Độ, hiện tượng mặt trăng máu được cho là báo hiệu của ngày tận thế và có thể xảy ra một cuộc chiến tranh không báo trước. Thậm chí một số người còn tránh ra khỏi nhà vào thời điểm xảy ra hiện tượng mặt trăng máu vì lo sợ sẽ gặp phải những điều kinh khủng. Tại Nhật Bản, người dân rất sợ mỗi khi xảy ra hiện tượng trăng máu. Theo đó, họ rất sợ ánh sáng của mặt trăng máu có thể khiến con người bị nhiễm độc khi đi ra ngoài. Vào thời điểm đặc biệt trên, một số người còn cho rằng hiện tượng thiên nhiên đặc biệt trên là điềm báo sắp sửa xảy ra một trận động đất lớn. Điều kỳ lạ là một số lần xảy ra hiện tượng trăng máu trùng khớp với thời điểm xảy ra những thảm họa khủng khiếp, khiến nhiều người tin vào những lời đồn đại trên là có thật. Tuy nhiên, với khoa học hiện nay đã giải thích chi tiết về hiện tượng mặt trăng máu không hề có liên quan đến những tai ương, dịch bệnh mà con người từng gặp phải lũ càn quét liên tục ở Trung Quốc ảnh hưởng hàng triệu cư dân có thể sẽ kéo dài đến hết mùa hè. Mới đây, một cán bộ thủy lợi Trung Quốc đã tiết lộ đập Tam Hiệp đã thực hiện đợt xả lũ, có lệnh tuyệt mật cho nhân viên. Hy vọng phương tiện truyền thông có lương tâm trong và ngoài nước sẽ chú ý đến con đập Tam Hiệp, vì tình hình hiện tại đang ngàn cân treo sợi tóc. Lưu vực sông Dương Tử của Trung Quốc tiếp tục có mưa lớn khiến hạ lưu vẫn gặp lũ lụt. Tuy nhiên, thông tin của đập Tam Hiệp đã bất ngờ dừng lại vào tối ngày hôm qua và chỉ trở lại bình thường vào sáng ngày hôm nay. Một nhân viên kiểm soát lũ Tiền Tiến đã chia sẻ thông tin với các phương tiện truyền thông bên ngoài rằng đập Tam Hiệp đã thực hiện một siêu xả lũ. Theo CNTV cũng công bố hình ảnh cho thấy đập bắt đầu xả lũ vào cuối tháng trước, nhưng kênh chính thức của Trung Quốc cho đến ngày hôm nay mới đăng tin. Hồ chứa đập Tam Hiệp xả nước lần đầu trong năm 2023 là vào ngày cuối tháng vừa qua với lưu lượng là 35.000 mét khối trên giây, làm giảm bớt 30 lượng nước đổ về đập Tam Hiệp. Theo báo cáo từ cấp cao, một nhân viên kiểm soát lũ tuyến đầu của Trung Quốc gần đây đã cho biết tình hình lũ lụt sông Dương Tử là hết sức khẩn cấp, nhưng các quan chức cấp cao của chính phủ đã đưa ra một lệnh tuyệt mật, được ghi nhận rằng không được đưa ra bất cứ thông tin gì về lũ lụt. Tất cả các đồng chí đều phải được biết yêu cầu này. Sau này trong việc phòng, chống lũ lụt nếu phát sinh, việc xử lý các tình huống nguy hiểm và phân tích tình trạng mưa lũ trong công tác kiểm soát lũ phải được xem xét và phê duyệt bởi Bộ Chỉ huy Phòng chống lụt, bão thành phố và không được tự tiện công bố thông tin ra bên ngoài mà không được sự cho phép. Theo đài Epoch Times cho biết, ông Kim tiết lộ rằng đập Tam Hiệp thật sự đã trải qua một đợt xả lũ và các quan chức coi như đã hy sinh tính toàn lực để bảo vệ con đập Tam Hiệp. Tôi dự đoán rằng chính phủ sẽ không ngần ngại làm ngập một số thành phố và khu vực nông thôn để bảo vệ các con đập ở Vũ Hán, cùng các dự án điểm hoặc chủ chốt của thành phố lớn đối với việc vì sao lại đột ngột đình chỉ việc thông báo các thông tin về mực nước vào hôm vừa qua. Tôi nghĩ rằng nó có liên quan đến việc xả lũ trong 2 ngày vừa qua, bởi vì chính quyền đã đưa ra dự đoán rằng một trận lụt lớn sẽ tới Vũ Hán trong những ngày giữa tháng này. Theo thông báo của cơ quan tỉnh Giang Tô, tình hình lũ sông Dương Tử hiện tại rất nghiêm trọng, lưu lượng của sông Dương Tử vượt qua 80.000 mét khối. Kế hoạch thăm thực địa của nhân viên trong dự án đã phải lùi lại, xác thực đã lùi lại việc chuẩn bị công tác. Sở Tài nguyên nước sẽ rời lại ngày kiểm tra của tổ công tác tại hiện trường. Ông Kim lo lắng nói rằng, vì trận lũ lụt nghiêm trọng của đập Tam Hiệp, các quan chức đã che giấu sự thật. Ông hy vọng rằng các phương tiện truyền thông có lương tâm trong và ngoài nước sẽ chú ý đến tình hình lũ lụt của đập Tam Hiệp. Bạn có thể nói rằng lũ lụt trong năm nay xảy ra trên sông Dương Tử là do nhân tạo. Chuyên gia thủy lợi họ Vương đã từng chỉ ra tất cả những thứ như mực nước, lưu lượng hết thảy về đập chứa Tam Hiệp đều do bên trong hệ thống điều hành, như việc nước đập Tam Hiệp chảy vào hồ Bà Dương đều là do nhân viên Tam Hiệp điều hành.
Ông cho rằng lũ lụt nằm dưới sự kiểm soát nhân tạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chứ không chỉ đơn thuần là do thiên tai. Truyền thông Trung Quốc xin lỗi vì đập Tam Hiệp đã làm hết sức. Trang Xinhua Net Trung Quốc đã đưa tin về tình hình lũ lụt ở khu vực đập Tam Hiệp. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin vui lòng ngừng lên án nó. Mạng xã hội Trung Quốc cũng có bài xin lỗi là đập Tam Hiệp đã làm hết sức. Nội dung bài về cơ bản giống nhau. Điều này chỉ ra rằng tình cảnh đập Tam Hiệp lần này khó khăn, bất lực. Có tới 152 con sông ở 8 tỉnh trong cảnh lũ lụt, trên mức báo động. Người dân Hồ Bắc thật sự khó khăn. Mức báo động, người dân Hồ Bắc thật sự khó khăn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin tức 24 giờ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Như chúng mình đã nhiều lần đề cập trong khoảng chục năm trở lại đây, trước những diễn biến phức tạp trên biển, quân chủng hải quân là một trong những lực lượng được cấp trên ưu tiên quan tâm hơn cả, tập trung đầu tư tiến thẳng lên hiện đại. Đến nay, lực lượng này đã tích lũy được cho mình nhiều vốn liếng đáng kể, có thể nói là hàng đầu trong khu vực. Bên cạnh những trang bị vũ khí nhập khẩu, quân đội nhân dân ta cũng rất tích cực nghiên cứu và tiếp thu, làm chủ nhiều công nghệ hiện đại, chế tạo được ra nhiều loại khí tài tiên tiến, đáp ứng tốt nhu cầu tác chiến của Hải quân Việt Nam. Trong đó phải kể đến dự án chế tạo thủy lôi, một trong những loại vũ khí nguy hiểm nhất đối với các tàu chiến do nhà máy X-28, Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân trực tiếp sản xuất. Vậy loại thủy lôi đó là gì? Khả năng hủy diệt lớn đến mức nào mà lại được coi là khắc tinh của tàu sân bay? Chúng ta sẽ cùng khám phá điều đó trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, trước đây, từ những năm 1960 đến năm 1974, Việt Nam ta đã từng sản xuất thủy lôi ATS hay còn gọi là thủy lôi áp suất. Những chế tạo ngày đó thì khá là thô sơ, đơn giản là dùng ruột quả bóng đá để tạo nên nguồn tiếp thu áp suất. Như thế để thấy được rằng, về thủy lôi, lực lượng Hải quân Việt Nam ta đã được tích lũy khá nhiều kinh nghiệm về mặt sản xuất. Thế nhưng phải đến cuối năm 2015, Việt Nam mới chính thức cho ra đời hai loại thủy lôi mới với sức mạnh vô cùng đáng nể. Đầu tiên, chúng mình muốn đề cập đến thủy lôi KMP. Đây là một loại vũ khí để phòng chống các phương tiện đổ bộ trên đường biển, sông hay những lạch nhỏ có độ sâu đến 20m. Thủy lôi này được cơ chế hoạt động theo nguyên tắc chậm nổ tự động định sâu. Bên cạnh đó, sử dụng nhiều phương tiện thả với chiều cao đến 1,5m, chính thức được nghiệm thu trên biển và trên bờ vào năm 2013. Đến năm 2014, sản phẩm được Hội đồng cấp Bộ Quốc phòng nghiệm thu và đánh giá kết quả tốt. Đánh giá về loại thủy lôi này của Việt Nam, tờ báo Sohu của Trung Quốc có viết như sau. Hiện nay, Việt Nam sản xuất với số lượng lớn một loại vũ khí so với tên lửa còn đáng sợ hơn nhiều. Loại vũ khí này có tên là thủy lôi KMP. Sức công phá của nó có thể gây tổn thương chí mạng cho các tàu sân bay trong thế chiến. Thủy lôi đã từng là vũ khí gây những thương tổn nặng nề cho tàu sân bay Mỹ. Việt Nam hiện nay tuy đang âm thầm, nhưng một khi quyết định khai chiến thì bước đầu tiên chính là đem loại vũ khí này phân bổ số lượng lớn đến Biển Đông. Các bạn thấy đấy, ngay đến cả Trung Quốc, một quốc gia trực tiếp tham gia tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, còn có đánh giá như vậy cũng đủ để thấy tầm tác chiến siêu khủng của thủy lôi KMP rồi phải không nào? Thủy lôi thứ hai có tên là UDM, loại thủy lôi không chạm nổ. Loại này thường được thả từ tàu mặt nước hoặc máy bay vào trong những chướng ngại thủy lôi phòng thủ, nhằm mục đích tiêu diệt các loại tàu mặt nước của kẻ thù ở độ sâu từ 12 đến 50 mét và tàu ngầm ở độ sâu 125 mét. Thủy lôi chính thức được nghiệm thu, thả và thử nổ trên biển đạt kết quả tốt vào năm 2014. Các thông số đạt được đều tương đương với thủy lôi do Liên Xô sản xuất. Các bạn thân mến, thủy lôi hay còn được gọi là mìn hải quân, là loại mìn được đặt dưới nước để tiêu diệt các loại tàu thuyền đối thủ. Sau khi được gài, chúng sẽ nằm chờ và phát nổ khi có tàu thuyền đi qua tác động vào. Đây là loại vũ khí tối ưu có thể sử dụng trong cả tấn công lẫn phòng thủ. Khi dùng với mục đích tấn công, thủy lôi sẽ phát nổ gây thiệt hại cho tàu thuyền, loại bỏ các phương tiện chuyên chở của địch. Còn với mục đích phòng thủ, thủy lôi có thể dùng để làm vành đai bảo vệ lực lượng tàu thuyền của đồng minh, tạo ra một đường biên giới an toàn. Tuy chúng cực kỳ lợi hại, thế nhưng để bố trí được thủy lôi trên một vùng biển dài và rộng, nơi mà tàu ngầm cũng như tàu chiến của địch có thể đi qua thì đòi hỏi phải có trí tuệ cao, đồng thời là kinh nghiệm chiến đấu dày dặn. Một điều cần nhấn mạnh, nếu không có tàu ngầm thì việc sử dụng thủy lôi nhằm phong tỏa các con đường hàng hải của kẻ thù, bến cảng, cầu tàu sẽ vấp phải vô vàn những khó khăn hoặc sẽ không đảm bảo yếu tố bí mật khi dùng máy bay để giải thủy lôi.
Khi ấy, hiệu quả đạt được sẽ thấp, thậm chí là không an toàn. Thế nhưng Việt Nam lại có lực lượng tàu ngầm được đánh giá là khủng nhất trong khu vực Đông Nam Á, với biên độ 6 tàu ngầm tấn công diesel hiện đại lớp Kilo, đề án 636.1 hiện đại do Nga chế tạo. Với lực lượng tàu ngầm này, thủy lôi do Việt Nam ta chế tạo sẽ được phát huy hết khả năng của mình trong quá trình tác chiến, trở thành một loại vũ khí được đánh giá là cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt khi tàu ngầm mang chúng đi và âm thầm triển khai bố trí trong trận địa. Yếu tố bí mật được đảm bảo chắc chắn sẽ khiến đối phương không kịp trở tay. Cùng với sức công phá mạnh của thủy lôi sẽ tạo ra kết quả thảm bại cho kẻ thù. Và dù cho đã có mặt từ lâu, thế nhưng tới tận ngày nay thủy lôi vẫn giữ nguyên giá trị của nó là cơn ác mộng kinh hoàng với tất cả những tàu chiến và tàu ngầm được đánh giá là hiện đại bậc nhất. Thành công trong công cuộc chế tạo, sản xuất thủy lôi đã nâng cao được sức mạnh trong khả năng phòng thủ của Việt Nam. Nếu như trước đây quân đội ta thậm chí còn không có vũ khí này để đánh địch, thì nhờ nước bạn viện trợ thì cũng phải nghiên cứu để cải tiến, thay đổi nó đi. Phù hợp với tình hình tác chiến, khả năng thích nghi thực địa, đầu tư thời gian, công sức để tìm ra kỹ chiến thuật phù hợp. Nhưng giờ đây khi chúng ta đã chủ động sản xuất ra được thì bất kỳ một phương tiện nào từ máy bay, tàu mặt nước, tàu ngầm, thậm chí là cả thuyền đánh cá của ngư dân cũng có thể đi thả thủy lôi được. Hơn nữa, dùng lúc nào, loại gì hoàn toàn là quyền của mình, chiến thuật dùng từ đó cũng phong phú và đa dạng hơn. Kẻ thù chắc chắn sẽ phải rất nhiều khó khăn khi đối phó với chúng ta. Năng lực quốc phòng, đặc biệt là năng lực tác chiến dưới biển của ta cũng theo đó tăng lên đáng kể. Các bạn thân mến, vậy là ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã hoàn toàn thành công trong việc sản xuất ra các loại thủy lôi, ước mơ tự sản xuất được vũ khí, vừa có thể phòng ngự vừa tấn công, giá thành rẻ nhưng uy lực sát thương với tàu chiến, tàu ngầm phải rất lớn, giờ đã nằm hoàn toàn trong tầm tay. Đây quả thực là một điều vô cùng tuyệt vời, sự cố gắng đáng được ghi nhận của nền quốc phòng Việt Nam. Đó là những thông tin về thủy lôi Made in Việt Nam mà chúng mình muốn gửi tới cho các bạn. Không biết các bạn cảm thấy như thế nào với thành tựu này của Quân đội Nhân dân Việt Nam? Chia sẻ cảm nhận bằng cách để lại comment ngay dưới video này cho chúng mình biết với nha. Tiếp tục video ngày hôm nay, chúng mình sẽ cung cấp thêm cho các bạn một thông tin nữa cũng khá là hấp dẫn, cho thấy được khả năng sáng tạo của người Việt Nam ta trong chế tạo các trang vũ khí thiết bị là đã có từ rất lâu đời, từ thế hệ cha ông ta, qua trường kỳ nhiều cuộc kháng chiến. Trong khuôn khổ nội dung video ngày hôm nay, chúng mình muốn nhắc đến chiếc tàu T5, mẫu tàu giả phá thủy lôi đầu tiên do Việt Nam tự tay sản xuất ra đời vào ngày 19 tháng 5 năm 1968. Mẫu tàu này đã được thử nghiệm thành công ở cửa hội. Đến năm 1972, sau khi được nâng cấp để thích ứng với các loại thủy lôi mới của Mỹ, chiếc T5 lại một lần nữa được đem ra thử nghiệm trước khi tiến hành sản xuất hàng loạt. Theo ông Hoàng Hồng Giang, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, sự ra đời của T5 thực sự là một bước ngoặt trong lịch sử, giúp phá tan hoàn toàn âm mưu phong tỏa đường sông, đường biển bằng bom và thủy lôi từ trường của đế quốc Mỹ. Trong điều kiện hạn hẹp như thời chiến, đây quả thực là một sản phẩm kết tinh những gì quý giá nhất của trí tuệ Việt Nam. Chiếc tàu có bề ngoài khá khiêm tốn với chiều dài 4,7m, chiều rộng là 2m, là một khối thiết bị thu phát tín hiệu. Khi đóng mạch điện sẽ trở thành một thỏi nhâm châm mạnh, phóng ra từ trường để kích nổ thủy lôi, và điều đặc biệt, thiết bị này được điều khiển từ xa. Theo thông tin mà chúng mình ghi nhận được, tàu T5 đã kích nổ thành công quả bom đầu tiên vào ngày 26 tháng 12 năm 1972, vào lúc 17h45 phút trên sông Đuống, đánh dấu mang tính bước ngoặt việc thay thế giả phá thủy lôi thủ công bằng một công nghệ hiện đại hơn. Biện pháp giả phá thủy lôi đầu tiên được sử dụng là dùng cano với tốc độ cao qua bãi thủy lôi với hy vọng những quả thủy lôi sẽ nổ chậm hơn tốc độ của súng máy. Thế nhưng thực tế đã có rất nhiều điều đáng tiếc xảy ra trong quá trình thực hiện phá bỏ thủy lôi. Chính điều ấy đã thôi thúc những kỹ sư Việt Nam chế tạo ra một loại giả phá không người lái, có thể điều khiển từ xa nhằm chấm dứt hoàn toàn những thiệt hại không đáng có về người. T5 ra đời đáp ứng hoàn toàn những nhiệm vụ được đặt ra. Nhiều nhân chứng còn nhớ nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Bình Tâm, Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam là người đã trực tiếp chỉ huy trong trận giả phá thủy lôi đầu tiên của con tàu T5. Chỉ đúng 2 ngày, cửa ngõ sông Đuống đã được phá sạch thủy lôi. Các tàu đã được đi lại nhộn nhịp. Con tàu T5 có 3 phần chính gồm thân vỏ, lái và truyền động điện cho 7 cơ cấu tín hiệu. Nhưng vì đây là một thiết kế mới, tàu không người lái nên tất cả phải mày mò, thử lại nhiều lần.
Nếu ở thời kỳ công nghệ hiện đại như bây giờ, việc chế tạo chiếc tàu điều khiển từ xa kia chỉ là trò của bọn trẻ, nhưng cách đây 50 năm, nó lại là một câu chuyện khác vô cùng khó khăn. Phần thiết kế vô tuyến điện phải nghiên cứu, áp dụng theo phương thức thu của hàng không. Các vật tư, thiết bị đều không có, phải thu nhặt nhạnh từ máy bay Mỹ bắn rơi để lắp ghép thành một khối hoàn chỉnh. Thế nhưng, mọi nỗ lực đều đã được đền đáp xứng đáng khi T-5 đã ra đời, trở thành một kỳ tích công nghệ của ngành đường thủy, một tượng đài khoa học kỹ thuật của Việt Nam thời bấy giờ. Đến nay, thành quả này vẫn nhận được sự trân trọng, đáng tự hào. Và để phát huy hơn nữa những thành tựu đã đạt được trong quá khứ, mới đây, Viện Kỹ thuật Hải quân còn chú trọng đặc biệt vào phát triển công nghệ seno thủy âm. Đây là một trong những công nghệ vô cùng phức tạp, đòi hỏi đầu tư nhiều công nghệ cũng như chất xám. Đổi lại, nó lại có tính ứng dụng cực kỳ cao, có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực, nhiều loại vũ khí, khí tài khác nhau. Thủy âm có thể sử dụng cho thủy lôi, ngư lôi, các loại khí tài như tàu săn ngầm, tàu quét mìn, tàu ngầm và cả trực thăng, máy bay săn ngầm cánh cố định, giúp phát hiện các loại tín hiệu chuyển động trên và dưới mặt nước, nhanh chóng nhận ra kẻ thù từ sớm, từ xa, từ đó nhanh chóng đưa ra các biện pháp tác chiến hợp lý cho từng tình huống. Các bạn thân mến, có thể nói rằng, Viện Kỹ thuật Hải quân nói riêng và ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam nói chung đã có những bước đầu tư và phát triển vô cùng đúng đắn, từng bước sản xuất nhiều hơn những loại vũ khí trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của quân đội trong thời đại mới. Với những gì đã và đang đạt được, hy vọng rằng chúng ta có thể tiếp tục phát triển thêm việc tự chế tạo vũ khí, hướng đến thiết kế, chế tạo các loại khí tài có công nghệ cao hơn nữa. Mục tiêu tự chủ công nghệ, tự chủ số lượng, sánh vai cùng với các cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, cũng như góp phần bảo vệ vững chắc hơn nữa chủ quyền Tổ quốc, đặc biệt trong bối cảnh phức tạp trên Biển Đông hiện nay. Các bạn thân mến, các bạn thấy như thế nào về thủy lôi của Việt Nam, cũng như sự sáng tạo chủ động phát triển các loại vũ khí khí tài hiện nay của nền công nghiệp quốc phòng? Nó đã phát huy tốt những thành quả đã có trong quá khứ chưa? Đến cuối tháng 8 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên của một thành viên nội các Tổng thống Joe Biden, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày. Theo thông tin mà tin mới ghi nhận được, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã có cuộc hội đàm tập trung vào hợp tác quân sự và an ninh giữa hai nước cựu thù. Cụ thể, hai bên đã bàn việc Mỹ sẽ cung cấp thêm các tàu tuần duyên cho Việt Nam. Bên cạnh đó, khả năng lớn một hàng không mẫu hạm thứ 3 của Hoa Kỳ sẽ sớm đến thăm Việt Nam trong thời gian tới để thể hiện mối quan hệ chiến lược chặt chẽ hơn giữa hai nước. Thông tin này phần nào đã khiến chính quyền Trung Quốc có những e dè nhất định, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung đang diễn biến theo chiều hướng không mấy tốt đẹp. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu con tàu tuần duyên Mỹ chuyển giao cho Việt Nam có điều gì đặc biệt mà lại có thể khiến cho Trung Quốc có đôi phần hoang mang đến như vậy nhé. Các bạn thân mến, sau khi Tổng thống Joe Biden chính thức lên nắm quyền, tuần duyên Mỹ đã chính thức chuyển giao tàu USS Chagossé John Mickett cho Cảnh sát biển Việt Nam với số hiệu CSB-8021. Đây là tàu tuần tra lớp Hamilton thứ 2 của Mỹ được bàn giao cho Việt Nam theo chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa ADA. Quá trình bàn giao tàu CSB-8021 và các hoạt động hỗ trợ liên quan có tổng giá trị hơn 27 triệu đô. Đây là thuộc khoản viện trợ an ninh mà Hoa Kỳ dành cho Việt Nam. Một tờ báo có trụ sở tại bang Washington, Mỹ công bố những hình ảnh cho thấy tàu CSB-8021 đang tiến hành chạy thử trên vịnh và các vùng nước gần bờ. Con tàu đã được sơn lại màu trắng với số hiệu 8021 ở mũi tàu, cùng dòng chữ Cảnh sát biển Việt Nam và Việt Nam Coast Guard dọc hai bên sườn. Ống khói cũng đã được sơn quốc kỳ. Tàu chính thức treo cờ quốc gia Việt Nam từ tháng 8 năm 2021, có chiều dài 115m, chiều rộng là 13m, với lượng dãn nước hơn 3.000 tấn, được trang bị 2 động cơ tua bin khí và 2 động cơ diesel. Tàu có thể đạt vận tốc tối đa là 54 km/h, cho phép làm nhiệm vụ trên biển liên tục trong 45 ngày, với tầm hoạt động hơn 20.000 km, cho biết John Mickett là chiếc cuối cùng trong loạt 12 chiếc tàu tuần tra lớp Hamilton đóng vào cuối những năm 1960. Năm 1991, trải qua đợt nâng cấp toàn diện về vũ khí, bổ sung thêm nhà chứa trực thăng, đại tu lại động cơ, cảm biến và cải thiện thêm về không gian sinh hoạt của thủy thủ đoàn. Đáng chú ý, trước khi chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam, trong khi phần lớn radar và vũ khí của tàu đã bị tháo bỏ, thì khẩu pháo chính Otto Melara cỡ 76mm lại là thứ được giữ lại duy nhất.
Đây được cho là loại vũ khí đã khiến cho Trung Quốc cảm thấy khá e dè bởi uy lực cũng như khả năng tác chiến của nó. Được biết, pháo hạng Otomerara do Ý sản xuất, một loại vũ khí mà khiến một quốc gia đứng đầu về xuất khẩu trang thiết bị quân sự như Mỹ phải móc hầu bao để trang bị cho tàu chiến của mình, thì cũng đủ để thấy được vũ khí này uy lực đến như thế nào, phải không ạ? Không chỉ tại Mỹ, hiện pháo hạng Otomerara 76mm đang được đến 38 quốc gia tin dùng. Pháo hạng này được tích hợp hệ thống radar dẫn đường ngay trong bệ pháo. Điều này giúp cho việc điều khiển hỏa lực vô cùng chính xác so với các loại pháo của Nga, Trung Quốc. Pháo hạng Otomerara có cơ số đạn ít hơn nhiều. Tuy nhiên, với chế độ tự động, Otomerara lại không mất quá nhiều thời gian để nạp đầy buồng đạn. Về thiết kế, phóng hạng 76mm của Nga và Trung Quốc thường chỉ có tầm bắn tối đa khoảng 15km, trong khi đó pháo hạng Otomerara với đạn thông minh có thể bắn xa tới 40km, gấp đôi đối thủ, và độ chính xác cũng phải đánh giá là rất tuyệt vời. Với độ chính xác được đánh giá cao, phiên bản của pháo hạng Otomerara 76mm còn được phát triển hơn nữa để trở thành pháo phòng không di động mặt đất. Phiên bản Otomerara 76/62 Compact được sản xuất từ năm 1965 và đây là phiên bản đầu tiên. Phiên bản 76/62 Super Rapid bắt đầu được sản xuất từ năm 1988 và phiên bản 76/62 Stealth, phiên bản Super Rapid lắp kèm hệ thống Stealth ra đời từ năm 2008. So với mặt tính năng, bản Super Rapid có nhiều ưu điểm hơn với phiên bản 76/62 Compact như tốc độ bắn vượt trội 120 phát trên 1 phút, trong khi bản Compact chỉ là 80 phát trên 1 phút. Bên cạnh đó, ở bản Super Rapid, hệ thống nạp đạn cũng được cải tiến với tốc độ nạp đạn nhanh hơn. So với nhiều dòng pháo hạng từ AK-176 của Nga hay dòng pháo hạng cùng loại từ Trung Quốc, thì pháo hạng Otomerara của phương Tây nổi bật hơn với trọng lượng nhẹ nhưng lại đảm bảo tầm bắn xa hơn và đặc biệt phải nhấn mạnh là độ chính xác cao hơn hẳn. Tổng hợp lại với rất nhiều ưu điểm, bao gồm trọng lượng nhẹ, tốc độ bắn nhanh, xa và vô cùng chính xác. Pháo hạng Otomerara hiện đang được coi là loại pháo hạng cỡ nòng 76mm tốt nhất trên thế giới. Sau khi Việt Nam chính thức tiếp nhận và đưa tàu CFB-8021 vào biên chế của lực lượng cảnh sát biển, thì khẩu pháo 76mm này lại được tiếp tục sử dụng và là loại vũ khí uy lực nhất của tàu. Các bạn thấy như thế nào về loại vũ khí này? Có xứng đáng để Trung Quốc phải dè chừng không ạ? Comment chia sẻ quan điểm ngay dưới video này nhé! Sự uy lực của vũ khí đã là một phần khiến Trung Quốc e dè. Một yếu tố nữa không thể không nhắc tới đó là mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam đang ngày càng chặt chẽ hơn. Nhiều nhà phân tích đánh giá rằng chuyến thăm Việt Nam lần này của ông Lloyd Austin nhằm chứng tỏ rõ hơn cho cam kết cùng Washington thắt chặt mối quan hệ với Hà Nội. Được biết, hai nước đã chính thức bình thường hóa bang giao từ những năm 1995 qua nhiều đời tổng thống, đến đây vẫn tiếp tục hợp tác và ngày càng chặt chẽ hơn. Nhất là trong công cuộc đối trọng lại với tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Gần đây, Mỹ đang đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về vấn đề an ninh hàng hải. Quốc gia này đã cung cấp nhiều tàu bè, phương tiện cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, với mong muốn Việt Nam có thể tăng cường khả năng tuần tra trên biển, đảm bảo an ninh hàng hải và bảo vệ chủ quyền lãnh hải. Việc chúng tôi chuyển giao con tàu này, một trong những lớp tàu được đánh giá là lớn nhất trong hạm đội tuần duyên Mỹ, chính là biểu tượng cho mối quan hệ đối tác song phương toàn diện nhằm tăng cường khả năng thực thi luật hàng hải và năng lực tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper từng chia sẻ. Ngoài hai chiếc tàu tuần tra của lực lượng tuần duyên, đến nay Mỹ đã bàn giao cho Việt Nam nhiều xuồng tuần tra Methane Shark. Tính từ năm 2011 tới thời điểm hiện tại, Mỹ đã hỗ trợ cho các chương trình quốc phòng và an ninh tại Việt Nam hơn 450 triệu đô la. Trong khi đó, quan hệ Mỹ-Trung đang trong tình trạng tồi tệ nhất và có vẻ sẽ còn trở nên tồi tệ hơn trong thời gian tới đây. Căng thẳng leo thang với tốc độ vô cùng chóng mặt. Một bên là Mỹ, cường quốc đứng đầu thế giới, một bên là Việt Nam, quốc gia mà Trung Quốc đánh giá là cứng đầu, cứng cổ nhất, cũng là đối thủ đáng gờm nhất trong những tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, với nhiều những chiêu bài cao tay mà Bắc Kinh không thể lường trước được. Mỹ với Việt Nam lại đang trên đà nâng cấp mối quan hệ. Đây chẳng phải là điều hết sức đáng lo ngại cho tình thế của Trung Quốc vào thời điểm hiện tại hay sao?
Mỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam trong những tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Chỉ cần Trung Quốc có động thái gây hấn, Mỹ sẽ sẵn sàng ra mặt ủng hộ Việt Nam và phản đối gay gắt những luận điệu của Bắc Kinh bằng cả tuyên bố lẫn hành động. Đây cũng là nước đi để Mỹ củng cố được vị thế của mình trên trường quốc tế, đặc biệt là trong khu vực Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại, khi mà đối trọng giữa Mỹ và Trung Quốc đang dần bị thu hẹp khoảng cách, một nước đi được đánh giá là đôi bên cùng có lợi. Trước đó, vào năm 2018, Mỹ còn từng bày tỏ mong muốn đặt căn cứ tên lửa tại Việt Nam nhằm mục đích đối phó với thách thức từ Bắc Kinh. Phân tích một chút về lý do lựa chọn Việt Nam làm căn cứ tên lửa. Thứ nhất, Việt Nam là quốc gia láng giềng, có đường biên giới chung với Trung Quốc. Hầu hết các hoạt động của gã khổng lồ phương Bắc này trên Biển Đông đều có thể nằm trong tầm kiểm soát của lãnh thổ ta. Với vị trí này, Mỹ hoàn toàn có thể có những căn cứ tốt để chống lại Trung Quốc. Thứ hai, Việt Nam còn được biết đến là một quốc gia đã từng đánh bại Trung Quốc vào năm 1979. Tiềm lực quốc phòng hiện nay thì đang ngày càng được nâng cấp. Thế nên, việc liên minh với Việt Nam sẽ giúp ích không nhỏ cho Hoa Kỳ trong chiến lược chống lại sự bành trướng của quốc gia tỷ dân này. Mỹ đã thể hiện sự thành ý của mình bằng nhiều chuyến thăm tới Việt Nam, khéo léo bày tỏ quan điểm bằng cách gọi hai nước là những đối tác cùng chí hướng. Thế nhưng, lời mời đó đã bị từ chối không thương tiếc khi Việt Nam lựa chọn đứng ở thế trung lập. Chính phủ Việt Nam vẫn đi đúng định hướng đã đề ra chính sách 4-0, không tham gia các liên minh quân sự, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự Việt Nam, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế và không dựa vào nước này để chống nước kia. Như vậy, để hiểu rằng thời điểm hiện tại, Việt Nam hợp tác về mặt an ninh quốc phòng chứ không có nghĩa là dựa dẫm nghiêng hẳn về phía Mỹ. Trong mối quan hệ kia, Mỹ coi Việt Nam là một nhân tố quan trọng để kiềm chế sự hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông và Việt Nam cũng rất cần Mỹ để làm đối trọng với các tham vọng sử dụng sức mạnh, vũ lực để đánh chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Một mối quan hệ tương hỗ, các bạn nghĩ như thế nào về mối quan hệ này? Đây liệu phải là một nước đi phù hợp với Việt Nam trong thời điểm hiện tại hay không? Để lại comment chia sẻ ý kiến của mình ngay dưới video này nhé! Các bạn thân mến, để tiếp tục video ngày hôm nay, chúng mình sẽ cung cấp tới cho các bạn một thông tin cũng khá là khả quan đây. Sắp tới đây, Đô đốc Tư lệnh Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã gửi một thông điệp tới Lực lượng Tuần duyên rằng sẽ chuyển chiếc tàu tuần tra lớp Hamilton cuối cùng sang tình trạng hoạt động đặc biệt, có nghĩa là không tiếp tục hoạt động để chuẩn bị vào giai đoạn loại biên, kết thúc hành trình 49 năm hoạt động của con tàu này. Quá trình chuyển đổi tình trạng này nhằm mục đích thực hiện các tiến trình của việc loại biến con tàu, bao gồm việc dỡ bỏ các loại vũ khí quan trọng cùng các thiết bị điện tử nhạy cảm khác, thực hiện sơn lại tàu trước khi chính thức bàn giao cho lực lượng nước ngoài. Theo trang tin Sea Power, chiếc tàu này rất có thể sẽ sớm được bàn giao cho Hải quân nước ngoài. Tuy nhiên, theo một blogger chuyên viết về hoạt động của tuần duyên Mỹ Chuck Hawkins thì lại cho rằng chiếc tàu này sẽ được chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam. Nếu đây là nguồn tin chính xác thì lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sẽ chính thức tiếp nhận 3 chiếc tàu tuần tra lớp Hamilton từ Mỹ, bao gồm CFB-8020, CFB-8021 và Jolet Grow. Tính đến thời điểm hiện tại, những con tàu Mỹ chuyển giao cho Việt Nam CFB-8020 và CFB-8021 được coi là tàu chiến lớn nhất của Việt Nam. Hy vọng rằng sự lớn mạnh của những con tàu cũng là minh chứng cho mối quan hệ ngày càng lớn mạnh và toàn diện hơn nữa giữa Hà Nội và Washington. Bên cạnh đó, con tàu được kỳ vọng sẽ giúp Cảnh sát biển Việt Nam ngày một cải thiện hơn nữa năng lực chấp pháp trên biển. Trên một tạp chí phân tích chính trị quân sự Mỹ, The National Interest có một bài viết có tựa đề "Nếu Việt Nam và Trung Quốc xảy ra chiến tranh thì Việt Nam sẽ dùng loại vũ khí nào khiến Bắc Kinh run sợ?" Tác giả Robert Valley từ National Interest đã điểm mặt 5 loại vũ khí làm Trung Quốc mất ăn mất ngủ mà Việt Nam đang sở hữu. Vậy đó là những loại vũ khí gì mà khiến gã khổng lồ Trung Quốc sợ tái mặt đến như vậy? Hãy cùng với tin mới khám phá top 5 vũ khí hiện đại nhất của Việt Nam khiến Trung Quốc lo sợ nhé! Đầu tiên, vũ khí mà tin mới muốn điểm mặt đó là hố đen trong lòng đại dương. Tàu ngầm Kilo 636. Kilo 636 thuộc lớp tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel điện do Nga sản xuất, có nhiệm vụ tác chiến chống hạm và chống ngầm. Đây là tàu ngầm thuộc thế hệ thứ 3, loại tiên tiến nhất thế giới. Hiện tại, Việt Nam sở hữu 6 tàu Kilo và cả 6 tàu đều thuộc biên chế của lữ đoàn tàu ngầm 189 vùng 4 Hải quân. Kilo 636 là loại tàu ngầm tiên tiến nhất thế giới mà Hải quân Nhân dân Việt Nam đang sở hữu.
tàu vận hành tốt trong vùng biển nông có khả năng di chuyển ở khu vực đáy biển hơn các loại tàu ngầm tấn công khác. Nhờ công nghệ hiện đại làm giảm đáng kể độ ồn cho lớp tàu kilo, tàu ngầm có khả năng tàng hình trước các thiết bị định vị thủy âm sonar hiện đại, ẩn mình tốt hơn trong lòng biển để tiếp cận đội tàu nổi của địch và tấn công trước khi bị phát hiện. Tàu ngầm kilo 636 dài gần 74m, rộng 10m, lượng dạn nước 3.100 tấn, tốc độ 20 hải lý trên 1 giờ, lặn sâu tối đa 300m, hoạt động độc lập 45 ngày đêm. Thủy thủ đoàn gồm 52 người, tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi, đường kính 533mm, song vũ khí uy lực nhất của tổ hợp tên lửa hành trình đa năng Club S. Tổ hợp này gồm ít nhất 5 mẫu tên lửa khác nhau, trong đó mẫu 3M54E, M1 có nhiệm vụ chống hạm, 91RE1, RE2 chống tàu ngầm và 3M14E tấn công mục tiêu mặt đất. Số lượng tên lửa đa dạng này giúp các chỉ huy tàu ngầm linh hoạt trong việc lựa chọn cấu hình vũ khí để hoàn thành nhiệm vụ tác chiến được giao. Tên lửa diệt hạm 3M54E có tầm bắn tối đa 220 km. Nó bay ở tốc độ cận âm hơn 1.100 km/h trong gần như toàn bộ hành trình với mục tiêu ở độ cao 10 đến 15m so với mặt biển. Để tránh bị radar đối phương phát hiện, dữ liệu mục tiêu được nạp từ trước khi phóng thông qua hệ thống trinh sát của tàu ngầm hoặc đường truyền dữ liệu đang tàng hình từ các tàu chiến và máy bay khác. Khi cách mục tiêu khoảng 60 km, đầu dò radar chủ động ARGS-54E sẽ được kích hoạt để tự tìm kiếm mục tiêu dựa vào thông tin được nạp trước khi phóng vào hệ thống dẫn đường qua tính. Đầu đạn sẽ tách khỏi phần thân chính của tên lửa, động cơ nhiên liệu rắn sẽ đẩy tốc độ quả đạn lên tới 3.600 km/h, gấp 3 lần vận tốc âm thanh. Ở pha cuối tiếp cận mục tiêu, tên lửa bay chỉ cách mặt nước khoảng 5m và liên tục thay đổi quỹ đạo, khiến việc đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn dù khối lượng phóng chỉ hơn 1,5 tấn. Tên lửa 3M54E được trang bị đầu nổ nặng tới 450 kg, đủ sức phá hủy các tàu mặt nước cỡ lớn. Kích thước nhỏ của loại đầu đạn này giúp tàu ngầm và tàu tên lửa mang được số lượng lớn, gây mối đe dọa cho các lực lượng hải quân có quy mô lớn hơn nhiều. Bên cạnh mẫu 3M54E, Nga còn trang bị phiên bản 3M54E1 có hệ thống Club S. Điểm khác biệt là tên lửa này chỉ bay ở tốc độ cận âm 990 km/h trong suốt hành trình. Bù lại, tầm bắn được nâng lên tới 300 km. Đặc biệt, các nhà phân tích đều đồng ý rằng Hải quân Trung Quốc vẫn gặp vấn đề với chiến tranh chống tàu ngầm. Hạm đội dưới nước của Trung Quốc được tối ưu hóa để tấn công, chống lại các tàu nổi chứ không phải tàu ngầm. Các tàu ngầm lớp kilo hiện đại mà Việt Nam mới mua của Nga sẽ là vấn đề lớn với Hải quân Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc cũng có tàu kilo và nhiều loại tàu ngầm khác, nhưng những tàu này chưa thể vô hiệu hóa được các tàu ngầm của Việt Nam. Các tàu ngầm kilo của Việt Nam có cả ngư lôi, tên lửa hành trình, chống tàu và có thể là mối đe dọa lớn với các tàu chiến và hệ thống máy móc địch ngoài khơi của Trung Quốc. Mới nghe qua vũ khí đầu tiên thôi, chắc hẳn các bạn đã phần nào tự tin sức mạnh của Hải quân ta đúng không ạ? Các bạn có ấn tượng gì với vũ khí được mệnh danh là hố đen trong lòng đại dương đây? Hãy comment, chia sẻ quan điểm của các bạn ngay dưới video này nhé! Thứ hai đó là chiến đấu cơ Su-27 của Không quân Việt Nam, là máy bay chiến đấu hạng nặng do Liên Xô nghiên cứu chế tạo. Su-27 bắt đầu về Việt Nam từ giữa những năm 1990, giữ vai trò quan trọng cho tới ngày nay. Hiện Không quân Việt Nam được trang bị 3 biến thể của Su-27, bao gồm tiêm kích Su-27SK, biến thể huấn luyện Su-27UBK và Su-27PU, sau này được đổi thành Su-30. Được Viện Nghiên cứu UKB của Sukhoi phát triển, Su-27 phương Tây vẫn gọi là Flanker, kẻ tấn công sườn được ra đời nhằm chiếm ưu thế trên không và đối trọng với F-15 Eagle của Không quân Mỹ. Trên thực tế, những yêu cầu thiết kế đối với Su-27 được dựa trên cơ sở là khả năng chiến đấu của F-15 Eagle, nhưng được gia tăng thêm 10%. Trên thực tế, Su-27 vượt trội so với yêu cầu của các nhà sản xuất và trở thành vũ khí làm mưa làm gió trên nhiều chiến trường, góp mặt trong Không quân Việt Nam từ gần 2 thập kỷ trước. Những chiến đấu cơ Su-27 đang ngày càng thể hiện vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ bầu trời, chủ quyền đất liền và biển đảo của đất nước. Những biến thể Su-27 mà Việt Nam đang sở hữu đều có sức mạnh tác chiến không thua kém so với phiên bản nội địa trang bị cho Không quân Nga. Được triển khai sản xuất từ năm 1991, Su-27SK Việt Nam đang có là loại chiến đấu cơ đa nhiệm dành cho xuất khẩu với khả năng chiếm ưu thế trên không, tấn công tiêu diệt các loại chiến đấu cơ có và không người lái.
cũng như bắn hạ các loại tên lửa hành trình tấn công tiêu diệt các mục tiêu mặt đất và trên biển. Su-27SK được xem là át chủ bài trong tác chiến tầm trung. Su-27SK sở hữu khả năng cơ động cao cùng với lực đẩy động cơ mạnh có thể đạt vận tốc 2 Mach cộng, nhanh gấp 2 lần tốc độ âm thanh, tương đương với 2.500 km/h. Máy bay còn có thiết kế khí động học hoàn hảo dọc thân và cánh, giúp nó có độ cân bằng cao. Phạm vi hoạt động của máy bay khá lớn bởi sự hiệu quả của động cơ. Ngoài ra, nó còn được trang bị hệ thống kiểm soát vũ khí độc lập cùng với hệ thống radar theo dõi mục tiêu có khả năng bao quát rộng và hệ thống cảnh báo nguy hiểm thông minh. Cả Không quân Việt Nam và Không quân Trung Quốc đều đã nâng cấp các chiến đấu cơ của mình. Đáng chú ý nhất trong số này là các máy bay thuộc dòng Su-27 Falcon. Việt Nam có khoảng 40 chiến đấu cơ Falcon các loại và đang đặt hàng thêm 20 chiếc nữa từ Nga. Ngoài nhiệm vụ phòng không đối không, những máy bay này có thể tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trên biển của Trung Quốc với tên lửa hành trình tầm xa, độ chính xác cao. Thứ ba là tên lửa hành trình P-800 Yukon. P-800 Yukon được đánh giá là một trong những sát thủ chống hạm đáng sợ nhất hiện nay. Tên lửa P-800 Yukon nặng khoảng 3 tấn, dài 8,9m. Nó được thiết kế với đường kính thân 0,7m, sải cánh 1,7m. Tầm bắn của tên lửa P-800 Yukon phụ thuộc vào chế độ bay như bay quỹ đạo cao thấp hỗn hợp, cho phép đạt tầm bắn 300km, bay quỹ đạo thấp đạt tầm bắn 120km. Thiết kế đạn của tên lửa P-800 Yukon khá đặc biệt với 4 cánh điều hướng lớn ở gần phần đuôi. Ở phần mũi là cửa hút không khí do động cơ hoạt động, kiểu thiết kế này khá giống với máy bay tiêm kích phản lực thế hệ 12. Theo nhận định của các chuyên gia, tên lửa P-800 Yukon thực sự là bài toán khó với các chiến hạm khi nó được kết hợp giữa tốc độ vượt âm thanh và độ cao bay cực thấp. Công nghệ trang bị cho tên lửa hành trình P-800 Yukon cũng khá tối tân như động cơ phản lực tĩnh dòng thẳng siêu âm, cho phép đạt tốc độ gấp 2 lần vận tốc âm thanh, khiến đối phương rất khó phản ứng kịp thời. Đầu đạn hạt nhân của tên lửa hạt nhân P-800 Yukon có khả năng tiêu diệt tàu chiến cỡ lớn chỉ bằng một phát bắn duy nhất. Trong những thập kỷ qua, Trung Quốc đã phát triển nhiều loại tên lửa và hệ thống phòng chiến lược A2AD. Với sức mạnh hiện nay của mình, Trung Quốc có thể quản lý hệ thống A2AD còn non trẻ của các nước láng giềng. Cũng như Bắc Kinh, Việt Nam từ lâu đã xây dựng một loạt các hệ thống tên lửa hành trình. Giờ đây, Việt Nam có thể phóng tên lửa hành trình từ máy bay, tàu chiến, tàu ngầm và các bệ phóng trên bờ. Khi kết hợp với nhau, những tên lửa này có thể tấn công tàu Trung Quốc từ nhiều hướng để áp đảo hệ thống phòng không trên tàu của Hải quân Trung Quốc. Hệ thống phòng thủ trên bờ của Việt Nam có thể sống sót sau vụ tấn công lớn từ phía Trung Quốc nhờ vào tên lửa đất đối đất P-800 Yukon, một tên lửa Yukon với vận tốc 2,5 Mach, tầm bắn 180 dặm và mang đầu đạn 250 kg, có thể khiến mọi loại tàu chiến Trung Quốc gặp phải một ngày tồi tệ nếu xung đột xảy ra. Được đặt tại những vị trí phòng thủ chiến lược, mạng lưới phòng không của quân đội Việt Nam, trong đó có tên lửa, kể cả những tên lửa hành trình tầm ngắn đời cũ đều có thể giới hạn rất mạnh phạm vi hoạt động của Hải quân Trung Quốc. Thứ tư trong danh sách này chắc chắn không thể thiếu tổ hợp tên lửa S-300 SAM. Lực lượng phòng không Trung Quốc không thể chống lại tổ hợp phòng không tinh vi của Việt Nam nếu xung đột xảy ra. Muốn sử dụng lực lượng phòng không để chống lại Việt Nam, Trung Quốc phải trang bị hoặc tránh được lực lượng phòng không của Việt Nam. Các hoạt động chế áp phòng không đối phương là một trong những nhiệm vụ đòi hỏi tính tổ chức và cá nhân nhất so với những gì lực lượng phòng không có thể làm. Mỹ là nước đã phát triển được khả năng này qua kinh nghiệm từ các cuộc chiến ở Việt Nam, Kosovo, Iraq. Thông qua các bài tập thực tế tại Nevada, chúng tôi chưa biết lực lượng phòng không Trung Quốc đã làm thế nào để phát triển kỹ năng cần thiết để đánh bại lưới phòng không của Việt Nam. Nếu không thể, tên lửa đất đối đất của Việt Nam sẽ gây ra thiệt hại khủng khiếp cho máy bay và phi công của Trung Quốc. Hệ thống tiên tiến nhất trong mạng lưới phòng không của Không quân Việt Nam là S-300 SAM. Loại tên lửa này có thể theo dõi và tấn công hàng chục mục tiêu ở khoảng cách lên đến 75 dặm. Hệ thống các điểm phòng thủ bổ sung có thể bảo vệ S-300 khỏi bị tấn công kết hợp với việc sử dụng máy bay chiến đấu. Mạng lưới SAM sẽ rất khó bị hạ gục. Cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay mà chắc chắn các bạn khán giả sẽ ngạc nhiên, đó là lợi thế chủ nhà. Chiến tranh biên giới năm 1979, Trung Quốc đã cố trừng phạt Hà Nội bằng cách
tung bộ binh và tổ chức cuộc xâm lược lớn vào các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Quân đội nhân dân Việt Nam đã xác định được mục tiêu chính của Trung Quốc là tiêu diệt các đơn vị quân đội tốt nhất của mình. Do đó, quân đội Việt Nam tránh đối đầu với quy mô lớn cho đến khi quân đội Trung Quốc lọt vào các khu vực phục kích của mình. Thời điểm đó, cả hai bên đều bị tổn thất nặng nề. Cuối cùng, người Trung Quốc đã phải rút lui. Quân đội cả hai bên năm 1979 nhỏ hơn bây giờ rất nhiều, nhưng đã chuyên nghiệp hơn, được trang bị công nghệ hiện đại hơn và tổ chức tốt hơn. Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng đã nâng cao trình độ của sĩ quan, tiếp xúc với các đơn vị đào tạo và kinh nghiệm quốc tế, trang thiết bị được nâng cấp đáng kể. Trong chiến tranh biên giới năm 1979, quân đội Việt Nam có lợi thế sân nhà. Sự kiên cường, quân lính Việt Nam thường xuyên chiến đấu với chiến thuật du kích trong điều kiện khắc nghiệt đã ngăn cản được cuộc xâm lược lớn của quân đội Trung Quốc từ các tỉnh phía Bắc. Trong trường hợp nếu có chiến tranh xảy ra, quân đội Trung Quốc có thể giành chiến thắng áp đảo trên không, thì quân đội Việt Nam đã nhiều lần chứng minh khả năng tìm kiếm và tối đa hóa lợi thế sân nhà của mình. Như đã đưa tin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trong buổi họp báo thường kỳ hôm vừa qua đã phát biểu phản đối Trung Quốc tập trận ở Biển Đông ngày hôm qua tại khu vực phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa, đồng thời nêu quan điểm của Việt Nam về kế hoạch lập vùng nội thủy trên Biển Đông của nước láng giềng phía Bắc. Tờ Sankei của Nhật Bản ngày hôm qua đã có đưa tin về cuộc họp tại Ủy ban giới hạn thềm lục địa CLCS của Liên Hợp Quốc. Tại đó, đại diện chính phủ Nhật nói rằng Trung Quốc đang tiến hành thiết lập vùng nội thủy tại Biển Đông và cấm tàu thuyền nước ngoài qua lại ở khu vực này, nhưng không đưa ra thêm thông tin chi tiết. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định rằng lập trường của Việt Nam về Biển Đông đã được thể hiện rõ ràng và đầy đủ trong công hàm số 22/HC-2020 gửi tới Liên Hợp Quốc ngày 30 tháng 3 năm 2020 và Việt Nam cho rằng các nước đều chia sẻ nguyện vọng và mục tiêu chung là duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển tại Biển Đông, giải quyết các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và UNCLOS. Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc cho rằng ý định Trung Quốc muốn Biển Đông thành khu vực nội thủy của mình là hành động thăm dò thái độ của các nước nằm trong vùng biển này. Theo ông, trong thời gian tới chắc chắn là các nước trong khu vực Đông Nam Á và thế giới sẽ lên án và từng nước sẽ có những hành động để đối phó với kế hoạch này của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc tuyên bố Biển Đông là nội thủy của họ cũng như là trước đây họ dự định lập vùng cấm bay trong khu vực Biển Đông nhưng đã không thực hiện được, tôi cũng tin rằng họ chỉ nói để răn đe các nước ở khu vực Đông Nam Á mà thôi. Thế giới sẽ không bao giờ để cho Trung Quốc hành động như vậy. Nó trái với luật biển của Liên Hợp Quốc năm 1982. Và tôi cũng tin rằng là Trung Quốc muốn thăm dò thái độ từng nước ở Đông Nam Á đối với sự cạnh tranh chiến lược của Mỹ và Trung hiện nay và đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, qua đó chúng ta có thể thấy rằng Trung Quốc không phải là một người bạn tốt, không phải là một người đồng chí tốt. Cũng theo ông Đinh Kim Phúc, ý định muốn biến khu vực Biển Đông ở Đông Nam Á trở thành nội thủy của Trung Quốc là tham vọng từ lâu của nước này. Nó cũng cho thấy là Trung Quốc là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, lại là thành viên của Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982. Nhưng mà họ hành xử và phát biểu kiểu vô pháp, không tuân theo bất cứ một cái gì mà họ đã cam kết. Trung Quốc lúc nào cũng hai mặt, một mặt là họ trấn an các nước Đông Nam Á, mặt khác họ luôn ấp ủ và thực hiện tham vọng bá quyền ở khu vực Đông Nam Á và trước nhất là trên Biển Đông. Mới đây, tại hội nghị Shangri-La năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Nguyễn Phượng Hòa đã nói những lời hay ý đẹp về mối quan hệ của Trung Quốc đối với Việt Nam cũng như là các nước ASEAN. Và lời nói đó 10 ngày sau đã thành gió bay. Nó bộc lộ rõ tham vọng của Trung Quốc sẽ không bao giờ buông tha khu vực Biển Đông, không bao giờ từ bỏ tham vọng bá quyền của họ ở khu vực này. Trong bài phát biểu tầm nhìn của Trung Quốc đối với trật tự khu vực hôm vừa qua tại đối thoại Shangri-La năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Nguyễn Phượng Hòa nói rằng mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc đang rất tốt đẹp và bản thân ông cũng là một người anh tốt và một người bạn tốt đối với người đồng cấp của Việt Nam là Bộ trưởng của Việt Nam Phan Văn Giang. Trở lại với ý định là vùng nội thủy của Trung Quốc, thạc sĩ nhà nghiên cứu quốc tế Hoàng Việt nhận định, thực ra kế hoạch này được phía Nhật đưa ra nhưng tới nay cũng chưa biết chính xác cụ thể thông tin như thế nào. Tuy nhiên, cái mà Trung Quốc gọi là vùng nội thủy ở khu vực Biển Đông này cũng không phải là điều mới mẻ, bởi vì từ trước đến nay Trung Quốc đã tự vẽ nên đường lưỡi bò đi qua khoảng 90% Biển Đông. Một trong những cách giải thích của Trung Quốc đó là đường lưỡi bò là biên giới biển của Trung Quốc. Như vậy thì mặc nhiên vùng biển, vùng nước ở trong đó chính là vùng nội thủy của Trung Quốc. Như vậy là Trung Quốc đang muốn biến một vùng biển quốc tế theo Công ước Luật Biển trở thành vùng lãnh hải của riêng Trung Quốc và càng ngày họ sẽ càng đẩy mạnh thực hiện điều đó hơn.
Tuy nhiên, Biển Đông là một khu vực cực kỳ quan trọng đối với thương mại, hàng hải và an ninh quốc phòng trên thế giới. Do đó, theo thạc sĩ Hoàng Việt, các quốc gia khu vực Đông Nam Á và cả thế giới sẽ không bao giờ để Trung Quốc thực hiện hóa kế hoạch này. Bởi vì Biển Đông có rất nhiều con đường vận tải biển, thương mại hàng hóa quan trọng bậc nhất trên thế giới. Nếu mà Trung Quốc kiểm soát thì rõ ràng là toàn bộ thế giới sẽ bị ảnh hưởng. Điều này rõ ràng là các quốc gia khác sẽ phải lên tiếng. Đầu tiên là họ sẽ phải nói rằng tất cả các quốc gia ở khu vực Biển Đông và cả Trung Quốc đều là thành viên của Công ước Luật Biển năm 1982. Thì cứ phải theo đúng quy định đó mà làm, chứ không thể nào biến từ vùng biển quốc tế trở thành vùng biển của Trung Quốc được. Suốt những năm vừa qua, trong những cuộc chiến công hàm, thì các quốc gia đã phản đối liên tiếp những lập luận này của Trung Quốc. Về mặt pháp lý là không ai chấp nhận điều này cả. Còn về mặt thực tế thì các quốc gia sẽ phải xem xét như thế nào. Giáo sư Carl Taylor, chuyên gia Úc về Việt Nam và vấn đề Biển Đông, cho biết là kế hoạch biến Biển Đông thành nội thủy của Trung Quốc không phải là điều mới. Tuy nhiên, lời phát biểu từ phía Nhật Bản coi như là một bước để khiến các nước Malaysia, Philippines, Việt Nam, Indonesia quan tâm đến vấn đề này. Theo vị giáo sư người Úc, đúng là Trung Quốc sẽ không dễ dàng thực hiện được ý đồ đó của họ, bởi vì trong bối cảnh hiện nay, tất cả các nước đều phản đối yêu sách về chủ quyền của Trung Quốc. Mỹ đưa các tàu chiến đi qua khu vực Biển Đông cho thấy là nước này không công nhận đây là vùng nội thủy của Trung Quốc. Và Úc, dù không có hoạt động tự do hàng hải như Mỹ, nhưng họ cũng có một số chương trình tương tự. Và theo giáo sư Carl Taylor, thật đáng quý khi không có một quốc gia nào chấp nhận các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng nếu các nước không tiếp tục lên tiếng phản đối, Trung Quốc sẽ dần dần thực hiện hóa ý đồ đó. Vấn đề là bạn sẽ làm gì nếu Trung Quốc cố gắng thực hiện các bước thiết thực để thực thi kế hoạch này? Điều đó có thể xảy ra nếu Trung Quốc có những can thiệp phù hợp. Cho nên, như đã thấy, Trung Quốc vẫn tiếp tục tuyên bố chủ quyền trên gần như là toàn bộ khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, Mỹ, Úc hay là các nước Đông Nam Á đều đáp trả rằng Trung Quốc không thể làm như vậy. Nhưng nếu không có ai làm bất cứ điều gì thì Trung Quốc có thể đạt được mục đích, bởi vì không ai phản đối có nghĩa là các nước đã chấp nhận tuyên bố của Trung Quốc. Giáo sư Carl Taylor cho rằng Trung Quốc đang thực hiện kế hoạch về vùng nội thủy ở Biển Đông, cũng giống như một cách họ đã làm đối với eo biển Đài Loan. Trong cuộc họp báo vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố là nước này có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với eo biển Đài Loan. Đây không phải là vùng biển quốc tế mà là vùng nội thủy của Trung Quốc. Một ngày sau, Đài Loan lên tiếng phủ nhận, nói rằng eo biển thuộc về hải phận quốc tế, nằm ngoài lãnh hải của Đài Loan. Do vậy, eo biển Đài Loan phải tuân theo nguyên tắc tự do hàng hải. Trong khi đó, Trung Quốc lại tiến hành tập trận rầm rộ ở Biển Đông, quân sự hóa các đảo trường đóng trái phép của Việt Nam. Tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đi ngược lại tinh thần tuyên bố ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC. Về phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về bộ quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông COC và việc duy trì môi trường hòa bình ổn định và hợp tác ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, không tái diễn vi phạm tương tự. Bình luận về vấn đề này, giáo sư Carl Taylor, Học viện Quốc phòng Úc cho rằng các cuộc tập trận phức tạp đã được lên kế hoạch từ trước và phục vụ một số mục đích như đào tạo, tích hợp các nền tảng và công nghệ mới để liên kết giữa các lực lượng như hải quân và không quân. Theo chuyên gia người Úc, Trung Quốc và Mỹ là đối thủ chiến lược và đang tham gia một vòng xoáy hành động và trả đũa ở Biển Đông. Nói cách khác, mỗi bên phản ứng lại các hoạt động quân sự của bên kia. Ông Taylor cho rằng các cuộc tập trận quân sự được thiết kế để chứng minh khả năng cụ thể và quyết tâm chống lại sức mạnh của hải quân của đối thủ. Các bạn thân mến, Tư lệnh lực lượng không quân mới của Úc tuyên bố rằng, mặc dù một loạt sự cố an ninh gần đây xảy ra trong không phận quốc tế đang tranh chấp trên Biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền bởi Bắc Kinh, nhưng Úc sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trinh sát ở Biển Đông. Đây là lần đầu tiên Tư lệnh lực lượng không quân Australia, Trung tướng Robert Chipman, nói chuyện với giới truyền thông kể từ khi nhậm chức vào tháng trước. Chúng tôi nghĩ rằng Trung Quốc có một quân đội hiện đại rất có năng lực, và cùng với đó, nó phải tuân theo mức độ chuyên nghiệp cao, và chúng tôi muốn thấy quân đội Trung Quốc có cùng mức độ chuyên nghiệp mà chúng tôi có, Chipman nói. Đầu năm nay, Bộ Quốc phòng Úc tiết lộ rằng một máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc đã thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn đối với một máy bay do thám của Úc trong không phận quốc tế trên Biển Đông, gây ra các phản đối ngoại giao. Ngày 26 tháng 11, máy bay trinh sát P-8 Poseidon của Úc đã tiến hành trinh sát định kỳ trong không phận. Thủ tướng Úc Albanese lên án đây là một động thái nguy hiểm và khiêu khích.
máy bay trinh sát P-8 Poseidon, sau đó kết thúc nhiệm vụ và trở về căn cứ. Chipman cảnh báo rằng Trung Quốc đã xây dựng năng lực hàng không vũ trụ mạnh mẽ ở Biển Đông, nhưng Úc vẫn có thể tiến hành các hoạt động quân sự ở đó. Chipman đã gặp Bộ trưởng Không quân Frank Kendon vào thứ Hai để có cuộc đàm phán cấp cao về lực lượng không quân và hợp tác không gian. Phát biểu cùng với Kendon, Chipman cho biết ông không mong đợi sự gia tăng các cuộc đối đầu của Trung Quốc với máy bay của Không quân Úc. Ông nói với giới truyền thông tại trụ sở quốc phòng ở Canberra, "Tất nhiên, gần đây chúng ta đã chứng kiến một loạt tình trạng mất an ninh, nhưng đó không phải là một xu hướng mà chúng ta thấy bền vững." Chipman cho biết hệ thống phòng không của Bắc Kinh ở Biển Đông không phải là không thể xuyên thủng. Và bất chấp các sự cố gần đây về việc máy bay giám sát của Úc đánh chặn nguy hiểm, các máy bay giám sát của Úc vẫn tiếp tục hoạt động trong khu vực như bình thường. "Hoạt động của chúng tôi không thay đổi, chúng tôi vẫn hoạt động bình thường. Chúng tôi buộc quân nhân của mình phải tuân thủ quy định rất cao. Họ có khả năng hoạt động trong môi trường có tranh chấp, vì vậy chúng tôi nghĩ rằng họ đủ năng lực để tiếp tục sứ mệnh của mình ở Biển Đông." Trong cuộc gặp cấp cao, ông Kendon cũng cho biết trong quá trình thúc đẩy Australia có thêm vũ khí tấn công tầm xa, Mỹ sẵn sàng đàm phán với Canberra để không quân Australia mua máy bay ném bom tấn công B-21 đang được phát triển, sẽ mang lại cho Úc hàng chục khả năng chiến binh hàng không đã thiếu trong nhiều năm. Tổng tư lệnh lực lượng các lực lượng vũ trang Australia, tướng Angus Campbell, vừa đưa ra một đánh giá ảm đạm về những diễn biến ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cảnh báo về tình trạng gia tăng các hoạt động cưỡng chế vào vùng xám. Phát biểu trong một sự kiện tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Canberra vào tối hôm thứ Tư vừa qua, ông Campbell nói, "Trên toàn khu vực của chúng ta, quá trình hiện đại hóa quân sự quy mô lớn đang được đẩy nhanh. Chủ quyền quốc gia, luật biển, tự do hàng hải đều đang phải đối mặt với những thách thức từ cả các quốc gia cũng như các chủ thể phi quốc gia." Mặt khác, ông Campbell cảnh báo nhiều rủi ro kinh tế nghiêm trọng đang xuất hiện, thiên tai xảy ra thường xuyên hơn và nghiêm trọng hơn. Các công nghệ tiên tiến phát triển nhanh chóng và các hoạt động vùng xám tiếp tục thử thách với phản ứng quân sự thông thường. Theo ông Campbell, bối cảnh khu vực như vậy càng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác quân sự và an ninh giữa Australia và Nhật Bản. Ông cho biết yếu tố quan trọng của tuyên bố an ninh mới được ký kết giữa Thủ tướng Anthony Albanese và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida là người tham khảo ý kiến của nhau về những tình huống bất ngờ có thể ảnh hưởng đến chủ quyền và lợi ích an ninh khu vực, đồng thời xem xét các biện pháp đáp trả, một bước tiến tự nhiên trong mối quan hệ đối tác chiến lược chặt chẽ song phương. Thưa quý vị, cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc trong lòng biển đã diễn ra suốt nhiều năm qua và cũng quyết liệt không kém những cuộc đối đầu trên biển. Hiện tại, Trung Quốc đã và đang xây dựng một mạng lưới săn ngầm với các khí tài trên không, tàu chiến mặt nước, đặc biệt là hệ thống cảm biến và giám sát cố định trong lòng Biển Đông. Theo đó, Trung Quốc đã tăng tốc phát triển một hệ thống giám sát tàu ngầm tương tự, máy bay săn ngầm thế hệ mới và thiết lập các đường dây liên lạc bảo mật giữa các tàu ngầm, trung tâm chỉ huy qua tần số siêu thấp 30 đến 300 GHz hoặc cực kỳ thấp 3 đến 30 GHz. Mới đây, tờ South Morning Post dẫn các hình ảnh vệ tinh được chụp gần đây cho thấy Trung Quốc đã mở rộng căn cứ quân sự Du Lâm ở tỉnh Hải Nam. Du Lâm là một trong những căn cứ quân sự quan trọng của quân đội Trung Quốc PLA và là nơi đồn trú của hạm đội tàu ngầm tiên tiến của nước này. Nó cho phép hạm đội của Trung Quốc tiếp cận không chỉ Biển Đông, mà còn tuyến đường biển kéo dài từ Trung Đông qua eo biển Malacca đến Đông Á. Trên website của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng vừa công bố hình ảnh máy bay săn ngầm thuộc dòng thiểm Tây Y-8 tham gia cuộc tập trận diễn ra hồi giữa tháng 9. Nội dung công bố không nêu rõ vị trí của tập trận, nhưng cho biết máy bay tham gia tập trận thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ, phụ trách các hoạt động của PLA ở Biển Đông. Trước đó, tờ Hoàn Cầu Thời báo cũng thông tin PLA đang nối lại các hoạt động của máy bay săn ngầm thiểm Tây Y-8 ở khu vực Biển Đông. Những động thái này được đánh giá là Trung Quốc đang tăng cường khả năng kiểm soát hoạt động của tàu ngầm ở vùng biển này. Bên cạnh đó, Bắc Kinh vừa thử nghiệm thành công công nghệ liên lạc dưới nước ở Biển Đông, cho phép tàu ngầm và thiết bị không người lái duy trì liên lạc trên diện tích hơn 30.000 km2. Liên quan đến các hoạt động quân sự của Trung Quốc, tiến sĩ Satoru Nagao, Viện Nghiên cứu Hudson của Mỹ, nhận định khi xây dựng thành công một hệ thống liên lạc dưới nước hiệu quả, Trung Quốc có thể che giấu tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo ở Biển Đông. Để duy trì sự ảnh hưởng cũng như kiềm chế Trung Quốc, Mỹ từng cáo buộc Bắc Kinh gia tăng hành động khiêu khích chống lại các bên tranh chấp ở Biển Đông, cảnh báo rằng hành vi gây hấn và vô trách nhiệm của Trung Quốc sẽ dẫn tới một sự cố hoặc tai nạn lớn,
và điều này chỉ còn là thời gian. Minh chứng cho các tuyên bố của mình, Mỹ cũng đã tăng cường sự hiện diện của mình bằng các cuộc tuần tra hải quân, với lý do đảm bảo tự do hàng hải trên Biển Đông. Song song, quân đội Mỹ gia tăng tần suất hiện diện của máy bay trinh sát trên Biển Đông. Đa số máy bay trinh sát quân đội Mỹ sử dụng là máy bay tuần thám chống ngầm P-8A, máy bay trinh sát không người lái MQ-4C. Thậm chí, theo Tổ chức Sáng kiến Tình hình Chiến lược Biển Đông, SCFPI, các máy bay trinh sát của Mỹ đã mở rộng phạm vi do thám và chỉ cách đường cơ sở của lãnh hải Trung Quốc đại lục 29,46 km. Những hoạt động tăng cường chống ngầm của Mỹ không phải diễn ra thời gian gần đây. Còn nhớ cách đây 2 năm, sau vụ phát hiện một tàu ngầm nghi của Hải quân Trung Quốc ngoài khơi đảo Amami Oshima, Mỹ đã huy động tới Biển Đông gần như toàn bộ các loại máy bay săn ngầm cánh cố định đồn trú tại Nhật Bản. Cuộc chiến dưới lòng biển giữa Mỹ và Trung Quốc càng gay cấn hơn khi tờ Defense News dẫn các nguồn thạo tin cho biết Lầu Năm Góc nghiên cứu khả năng phát triển và đặt mua khoảng 50 robot tàu ngầm cỡ lớn cho mục đích giám sát dưới biển. Những robot này có thể giữ vai trò chủ động trong cuộc chiến săn ngầm ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, nơi Mỹ và Nhật đã bắt tay thiết lập hệ thống theo dõi tàu ngầm Hải quân Trung Quốc từ những năm 2000. Thực tế trên cho thấy, với vị thế là những cường quốc hàng đầu thế giới, cả hai nước Mỹ-Trung Quốc đều có những lợi thế nhất định để phát triển những công cụ phục vụ cho tham vọng, mục đích chiến lược toàn cầu của mình. Với những dạng khí tài thông minh như tàu ngầm robot, thiết bị lặn không người lái UUV sẽ được triển khai trong lòng biển để sẵn sàng tham chiến bất ngờ khi cần. Có thể nói Biển Đông là vùng biển rộng lớn với nhiều quốc gia có bờ biển xung quanh và được khẳng định chủ quyền theo luật pháp quốc tế, bao gồm Việt Nam, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, Philippines và Trung Quốc. Đồng thời Biển Đông cũng là tuyến hàng hải quốc tế quan trọng mà nhiều quốc gia có lợi ích tại đây. Do vậy, việc ngăn chặn Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS, là vấn đề bức xúc của nhiều quốc gia. Không những vậy, để níu giữ chân nhau, không cho nhau chiếm giữ vị thế độc tôn tại tuyến hàng hải quan trọng mang tên Biển Đông, cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ còn gay cấn, quyết liệt hơn, không chỉ trên mặt nước mà còn dưới lòng biển sâu. Một trong những nỗ lực nhằm khắc chế Trung Quốc ở Biển Đông đó là bằng các hoạt động tuần tra tự do hàng hải FUNNOP của Hải quân Mỹ trong khu vực. Tuy nhiên, đây không phải là công cụ hiệu quả để đối phó với quá trình quân sự hóa lớn mạnh của Trung Quốc, bởi mục tiêu của Mỹ chủ yếu mang hàm ý thực thi quyền hàng hải được quy định trong luật pháp quốc tế và thách thức tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc, không nhằm ngăn cản hoạt động xây dựng bố trí cơ sở quân sự trên đảo nhân tạo. Theo đó, thỏa thuận an ninh Mỹ-Anh-Australia AUKUS chính thức ra mắt vào ngày 16 tháng 9 năm 2021. AUKUS được quảng bá như một thỏa thuận nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ quốc phòng và tăng cường khả năng tương tác giữa ba quốc gia Mỹ, Anh và Australia. Hiệp ước an ninh AUKUS cho phép Australia có được các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với sự giúp đỡ của Mỹ và Anh. Hồi tháng 4, lãnh đạo các nước tham gia AUKUS đã đưa ra một tuyên bố chung khẳng định cam kết của họ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng Washington không tìm cách thành lập một NATO châu Á. Điều này ít nhiều khiến Trung Quốc nói riêng và nhiều quốc gia quan ngại về hiệp ước an ninh này. Thậm chí gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cảnh báo hiệp ước an ninh AUKUS giữa Mỹ, Anh và Australia có thể kích nổ khu vực châu Á-Thái Bình Dương bằng việc liên minh này tổ chức các cuộc tập trận hạt nhân. Liên minh AUKUS có tiềm năng trở thành một liên minh quân sự chính trị, không thể loại trừ khả năng NATO lập kế hoạch hạt nhân chung và tổ chức các cuộc tập trận hạt nhân ở khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói hôm vừa qua, không nghi ngờ gì việc Trung Quốc sẽ tiếp tục lần tới, cố gắng tạo ra nhiều sự kiện trên thực địa để chống đỡ cho yêu sách chủ quyền của mình. Cách duy nhất để chống lại điều đó ít nhất bằng biện pháp hòa bình là liên tục chứng minh rằng yêu sách của Trung Quốc sẽ không được công nhận. Điều này cũng có nghĩa Mỹ và các đồng minh phải làm điều tương tự ở Biển Đông, tăng cường thêm các thử thách cho Trung Quốc. Dù biết làm như vậy sẽ có nguy cơ vô tình đụng độ và đối đầu, nhưng không làm gì hoặc chỉ đưa ra những động thái riêng rẽ sẽ coi như giúp Trung Quốc tạo sự đã rồi. Khi đó, Biển Đông nghiễm nhiên sẽ nằm trong sự kiểm soát của Trung Quốc. Thưa quý vị, báo cáo tổng hợp của phóng viên Đại Kỷ Nguyên CIU cho biết B-21 với biệt danh đột kích Raider đang được phát triển bởi Northrop Grumman của Hoa Kỳ, được cho là có khả năng xuyên thủng máy bay ném bom tàng hình, có khả năng cung cấp cả vũ khí thông thường và hạt nhân. Máy bay ném bom này được chế tạo nhằm mục đích tấn công bất cứ nơi nào trên thế giới.
quân đội Hoa Kỳ có kế hoạch đưa B-21 Raider vào hoạt động trong khoảng năm 2030. Đến lúc đó, B-21 sẽ trở thành xương sống của lực lượng máy bay ném bom trong tương lai của không quân Hoa Kỳ. Bên cạnh pháo đài chiến lược B-52, thời chiến tranh lạnh, máy bay ném bom sẽ thay thế B-1 Lancer và B-2 Spirit hiện tại. Thượng nghị sĩ Mike Brown cho biết, máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider cuối cùng sẽ được ra mắt công chúng vào cuối năm nay và sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm tới. Lauders đã thực hiện một chuyến thăm bí mật tới cơ sở sản xuất B-21 Raider ở Palm Desert, California vừa qua và là quan chức được bầu duy nhất đã đến thăm cơ sở sản xuất B-21. Máy bay ném bom tàng hình B-21 được chế tạo để tấn công mọi nơi trên thế giới. Máy bay ném bom chiến lược là một bộ phận quan trọng của lực lượng hạt nhân chiến lược Hoa Kỳ và là một trong những lực lượng tấn công hạt nhân TNT của Hoa Kỳ. Đội hình máy bay ném bom của Mỹ hiện là lực lượng không quân chiến lược mạnh nhất thế giới, dẫn đầu cả về hiệu suất chiến đấu và quân số. Trong tương lai, Hoa Kỳ sẽ dựa vào B-21 Raider được lên kế hoạch triển khai giữa những năm 2020 và máy bay ném bom B-52 đã được đưa vào chương trình thay thế động cơ thương mại CERP sau nhiều lần sửa đổi và chuyển đổi để duy trì tầm hoạt động toàn cầu của quân đội Mỹ. B-21 có thể thả vũ khí và đạn dược có sức sát thương lớn khắp thế giới trong vòng 24 giờ, thông qua kết nối giữa các căn cứ ở Mỹ và các căn cứ ở nước ngoài, thực hiện các phi vụ chặn đầu hoặc tấn công hạt nhân. Khả năng tàng hình của B-21 là thách thức lớn đối với phòng không đối phương. Được thiết kế để hoạt động trong các môi trường có mối đe dọa cao trong tương lai, B-21 cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo khả năng không quân bền bỉ của Hoa Kỳ. Lực lượng không quân cũng cho biết B-21 Raider sẽ là một phần của hệ thống tấn công tầm xa thông thường lớn hơn, bao gồm tình báo, giám sát và trinh sát ISR, tấn công điện tử, thông tin liên lạc và các khả năng khác. Raider sẽ có khả năng hạt nhân và được thiết kế để phù hợp với các hoạt động có người lái hoặc không người lái. Ngoài ra, nó sẽ có thể sử dụng kết hợp rộng rãi các loại đạn tấn công trực tiếp và tấn công gián tiếp. Theo thiết kế, B-21 sẽ là máy bay ném bom tàng hình tầm xa, có khả năng mang bom thông thường và vũ khí hạt nhân. Theo nghĩa này, máy bay ném bom tầm xa là liên lục địa B-1 có thể bay gần 6.000 dặm với một tải trọng, trong khi B-2 có thể đạt gần 7.000 dặm và B-52 có thể bay gần 9.000 dặm để thay thế các máy bay ném bom hiện có và đáp ứng nhu cầu trong tương lai. Lực lượng không quân cần ít nhất 100 chiếc B-21 với việc chế tạo 6 chiếc B-21 đầu tiên được tiến hành kể từ tháng 2 năm 2022. Đối với các quốc gia muốn phòng thủ trước máy bay ném bom, vũ khí được lựa chọn từ trước đến nay là tên lửa phòng không và máy bay chiến đấu. B-2 có các tính năng tàng hình giống như B-21, khiến chúng khó bị các cảm biến như radar và máy bay chiến đấu của đối phương phát hiện hơn, khiến máy bay ném bom ít bị tên lửa phòng không tấn công hơn.